Thưa quý vị, cuối hết giờ chiều qua ngày 8 tháng 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các ngành, các địa phương cần tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, trong đó tiếp tục phát huy vai trò của các ban điều hành địa phương, nêu cao trách nhiệm của các đảng viên đối với công tác phòng chống dịch tại khu dân cư. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, tuy số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố đang giảm dần, nhưng kết quả trong một ngày vẫn chưa thể khẳng định là số ca đã giảm bền vững. Vì vậy, các ngành, các địa phương không được phép lơ là, chủ quan. Nguy cơ về cái việc lây nhiễm là vẫn còn rất cao. Bây giờ cũng còn một số các cái trường hợp mà lây nhiễm chúng ta chưa xác định được các cái nguồn lây. Trong khi mà chúng ta đã nới lỏng một số các cái hoạt động thiết yếu, rồi một số các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, tôi đề nghị các ngành và các địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, các đồng chí phải tiếp tục siết chặt cái công tác phòng chống dịch trên tất cả các cái phương diện. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng tiếp tục căn cứ vào kết quả xét nghiệm để đánh giá, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian đến, đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp với ngành y tế để quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung, đồng thời nhấn mạnh vấn đề quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp là F1 của người nhiễm trong hộ gia đình. Hầu hết họ nói như là F1 trong gia đình là gần như là dương hết. Cho nên là bây giờ cái số lượng F0 của chúng ta nó ở bên ngoài là khu không phong tỏa là kia nó đã giảm dần. Cho nên là cái đối tượng F1 này nó cũng sẽ giảm. Thế thì được các đồng chí quan tâm những F1 trong gia đình thì dứt khoát là phải cách ly tập riêng bay, không được dùng vô cái chỗ cũ, mà nếu cái nào ở cũ thì phải cách ly ra xa ra. Chứ còn cái đối tượng này là gần như là chuyển thành F0 là tỷ lệ rất là cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm và đồng bộ các biện pháp quản lý đối với các vùng nguy cơ theo cấp độ, nhất là kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Đồng thời, đẩy nhanh việc hỗ trợ người dân trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo chính sách của thành phố đã ban hành.